Trong sơ cấp thì chúng ta có một cái câu rất là format, đó là kare wa atama ga ii desu. Kare wa ở đây nó chính là cái chủ ngữ, và cái atama ở đây chính là cái thành phần hay là cái bộ phận của cái chủ ngữ đó. Cái atama ở đây là cái thành phần con, còn cái kare ở đây nó chính là cái yếu tố tổng thể của nó. Thì mình sẽ hiểu là kare wa atama ga ii desu, chứ người ta không nói là kare no atama ga ii desu, đúng không? Nên là cái câu này cũng tương tự như vậy này. Ningen ở đây nó chính là bằng với lại kare, hay còn gọi là cái tổng thể của mình, nó chính là con người. Còn cái no này, nó chính là bằng với cái atama, hay chính là cái bộ phận của con người. Nên là khi mà mình dịch ấy, thì là mình sẽ dịch là cái là đầu của anh ấy thông minh, hay còn gọi là anh ấy thông minh, đúng không? Thì ở đây mình cũng sẽ dịch là bộ não của con người, không phải là bộ não của con người đã trở nên lớn hơn vì là con người đã nỗ lực để muốn trở thành thông minh hơn, mà là con người đã trở nên thông minh hơn vì là não bộ của con người đã trở nên lớn hơn. Thì cái chủ ngữ của mình, cái ningen này này, nó sẽ đi liền với cả hai cái câu này. Còn cái no ở đây này, nó chính là cái thành phần phụ, là cái thành phần con của con người. Nên là mình sẽ hiểu được cái cấu trúc tổng thể ở mặt sơ cấp thì nó là như thế này. Còn trong cái câu này thì nó sẽ vận dụng như thế nhá, để mà có thể dịch được cái câu của mình nó thật là chuẩn và thật là sát nghĩa. Còn nếu...